Hyuna, nữ hoàng gợi cảm bị tố tát thẳng mặt bạn. Làn sóng tố cáo các idol K-pop có hành vi bắt nạt học đường vẫn chưa dừng lại. Chỉ trong chưa đầy 2 ngày, đã có ít nhất 10 idol K-pop bị cuốn vào những tranh cãi này vì các bài viết ẩn danh trên mạng. Có thể kể đến vài cái tên nằm trong vòng nghi vấn dù đã được công ty đính chính như Sojin G.I.D.O.E, Jo Byung-gyu, Park Hee-seo, Chu Luna, Siwoo, The Boys. Không chỉ còn là tố cáo idol mới nổi, mới đây nhất, đến ngôi sao hàng A cũng bị réo còi. Theo báo chí Hàn đưa tin, nữ hoàng gợi cảm Hyuna đã bị một netizen ẩn danh bóc phốt là kẻ bắt nạt bạn bè. Hyuna bị tố là đầu gấu từ hồi tiểu học, đã tát vào mặt người đăng bài cùng hai bạn học khác. Người này cho biết bức ảnh kỳ yếu là bằng chứng duy nhất do ở thời điểm đó chưa có mạng xã hội. Netizen ẩn danh tạm gọi là A đã đăng tải bài viết trên diễn đàn mạng Hàn Quốc với tiêu đề. A viết, tôi cứ nghĩ cô sẽ liên lạc với tôi chứ, cô không nhớ gì hay giả vờ không nhớ, hay chỉ đang dám nghĩ đến những điều này trong đầu mình thôi. Có lẽ vì cô debut khi còn quá nhỏ tuổi nên mọi bằng chứng đều bị tẩy trắng hết rồi. Đến giờ thì chúng ta mới có mấy cái phương tiện như Seaworld, Instagram, KakaoTalk. Nhưng cô lúc cô debut thì đã lâu lắm rồi, thậm chí mọi bức ảnh của cô đều bị xóa sạch trên Buddy ngay khi cô debut cùng Wonder Girls mà. A tiếp tục kể lại về việc mình và một bạn học đã bị Hyuna bắt nạt. Đó là vào lúc một lễ hội ở trường khi chúng ta học lớp 5, cô đã gọi bạn tôi và tôi ra địa điểm mà chúng ta thường gọi là con hẻm sau. Cô nói với chúng tôi rằng cô chưa từng xem chúng tôi là bạn bè và rằng nếu chúng tôi không đến chỗ hẹn gặp thì cô sẽ tới tìm chúng tôi tận nơi. Ngay khi chúng tôi vừa đến, cô đã tát vào mặt cả ba người chúng tôi. Tôi còn nhớ cô đã tháo kính của bọn họ ra và vứt nó đi, nói rằng vì kính đã làm vướng tay cô khi cô tát họ. Cuối bài viết, A chia sẻ, lý do tôi chưa từng công bố chuyện này trước đây là bởi tôi không có bằng chứng nào cả. Tôi sợ rằng sẽ không ai tin lời tôi kể. Bằng chứng duy nhất mà tôi có được là cuốn kỷ yếu học chung của chúng ta. Tôi không biết có ai tin lời tôi nói không, nhưng cứ nhìn thấy cô trên TV như chưa có chuyện gì xảy ra là tôi lại sôi máu. Cô có thực sự đang kiểm điểm hành vi của mình không thế? Những bạn học từng học tại tiểu học Inwon hoặc trường trung học nữ sinh Dong Myung, xin hãy để lại bình luận nếu các bạn có thêm điều gì muốn nói. Đáp lại điều này, Hyuna đã viết một bức thư dài trên Instagram, trực tiếp làm rõ sự thật cô chưa từng bắt nạt ai. Hiện tại, tin tức về việc Hyuna bị tố bắt nạt đang đứng ở vị trí hot nhất trên cổng thông tin Naver, thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng Hàn Quốc. Nguyên văn bức thư của Hyuna. Đã hơn một thập kỷ, chính xác là 14 năm rồi, kể từ ngày tôi ra mắt và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Như ba người khác, khi gặp phải những tin đồn như thế này, tôi cũng tức điên lên. Đây là một phần của nghề nghiệp nên tôi cố gắng bỏ qua. Tôi chỉ cười trừ vì đây cũng là cách người ta quan tâm đến tên tuổi tôi. Đôi khi tôi cũng cố gắng thử hiểu họ, người viết bài tố cáo. Tôi biết rằng họ có thể làm điều này vì không thích tôi, nhưng tôi không muốn những người hâm mộ và ủng hộ tôi phải quen với việc bị tổn thương bởi những tin đồn như thế. Bây giờ tôi đã ở độ tuổi 30 và mặc dù rất khó khăn nhưng tôi sẽ chia sẻ vài điều với tất cả các bạn. Tôi ra mắt khi mới 15 tuổi và nhận được nhiều tình cảm. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Tôi học cách chia sẻ và trưởng thành từ lòng biết ơn này. Xa hơn một chút, trong trường hợp các bạn muốn nghe, tôi sẽ kể nhiều câu chuyện hơn. Tôi bắt đầu bước vào làng giải trí với vai trò diễn viên nhí, đóng vai phụ từ năm 8 tuổi. Năm 12 tuổi và đang học lớp 5, tôi bắt đầu làm thực tập sinh để thực hiện hóa ước mơ thành ca sĩ. Nhìn lại thời đi học của mình, tôi luôn cảm thấy buồn một chút. Tôi phải bắt xe buýt đến công ty ngay sau khi tan học, nên đó là kỷ niệm duy nhất của tôi thời đi học. Tôi luôn cảm thấy mình bị cướp mất tuổi thơ vì đó là những ký ức duy nhất. Vì vậy, điều tôi muốn nói là tôi chưa bao giờ tát vào mặt ai hay đánh ai bao giờ. Mong rằng người viết bài tố cáo sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tâm thư dài trên Instagram của Hyuna đã khiến dân mạng không khỏi bất ngờ. Chưa cần đến công ty lên tiếng, nữ hoàng gợi cảm đã trực tiếp làm rõ những tin đồn liên quan đến mình. Bên dưới bài đăng của Hyuna, netizen cũng đã để lại nhiều bình luận tích cực. Tôi tin rằng Hyuna là người tốt bụng. Hyuna đã debut đến 15 năm và chưa từng có điều tiếng gì về nhân cách nên tôi không tin câu chuyện kia. Hyuna rất nổi tiếng, nếu cô ấy thực sự bắt nạt bạn học thì đã bị tố cáo từ lâu rồi, chứ không phải đến tận bây giờ. P-Nation có phản hồi tích cực về vụ việc của Hyuna. Sau bài đăng của Hyuna, công ty chủ quản P-Nation cũng đã đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc. Dưới đây là toàn văn thông báo của công ty. Xin chào, đây là P-Nation. Chúng tôi có phản hồi này để thông báo với mọi người rằng tất cả những tin đồn và cáo buộc trên mạng về Hyuna là sai sự thật. Hyuna bắt đầu hoạt động trong ngành từ năm 8 tuổi và nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người từ khi còn nhỏ. Có nhiều hạn chế không cho phép cô ấy có một cuộc sống học đường bình thường, vì vậy mà cô ấy đã trải qua nhiều khó khăn. Từ những ngày còn bé đến khi debut đến giờ, đã có rất nhiều tin đồn thất thiệt về những lời tố cáo được lan truyền. Nhưng vì nhận được tình cảm nồng nhiệt từ các fan, cô ấy cảm thấy phải tự mình gánh vác tất cả chúng.
Tuy nhiên, chúng tôi muốn nói rõ lập trường của phía công ty để tránh việc nghệ sĩ của chúng tôi bị thiệt hại do những tin đồn thất thiệt và những nghi ngờ vô căn cứ. Chúng tôi muốn xác nhận lại rằng Hyuna chưa bao giờ có hành vi bạo lực hoặc làm hại bất kỳ ai và những cáo buộc đưa ra là không đúng sự thật. Trong tương lai, chúng tôi sẽ phản hồi bằng những hành động kiên quyết chống lại sự lan truyền của những tin đồn sai sự thật. Chúng tôi cảm ơn những người đã yêu mến và trân trọng Hyuna. Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để đáp lại sự ủng hộ và tin tưởng của mọi người. Xin cảm ơn các bạn. Hiện tại, việc các sao bị tố bạo lực học đường vẫn là chủ đề nóng nhất làng giải trí Hàn Quốc, là tâm điểm trên mạng xã hội cũng như trên các mặt báo.